Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục, không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Để thực hiện chủ trương này, thì thành phố dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách gần 900 tỷ đồng để khoảng 1,3 triệu trẻ em mầm non và học sinh các cấp học sẽ được hưởng chính sách này. Ngành giáo dục thủ đô sẽ chủ động có các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, vừa triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục, bảo đảm chất lượng dạy và học.